Đến tỉnh Bình Định, bên cạnh những bãi biển xinh đẹp nổi tiếng, thì một địa danh mà du khách không nên bỏ qua chính là chùa Ông Núi, ngôi chùa cổ và nổi tiếng nhất ở đây. Trong đó, điểm nổi bật nhất của chùa chính là bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi lớn nhất Đông Nam Á. Chùa Ông Núi có tên gọi chính thức là Linh Phong Sơn Tự, tọa lạc trên đỉnh Chóp Vung, huyện Phù Cát, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30 km. Du khách có thể di chuyển bằng xe riêng từ chỗ ở đến chân núi Bà, hoặc có thể đi xe bus số 7 Quy Nhơn Cát Tiến. Nếu xuất phát từ trung tâm thành phố, du khách đi theo tuyến quốc lộ 19 để rẽ vào cầu Thị Nại. Sau khi qua khỏi cầu Thị Nại, du khách rẽ hướng trái vào quốc lộ 19B và tiếp tục đi thẳng một đoạn đường dài 16 km nữa là có thể đến với địa danh Chùa Ông Núi. Chùa Ông Núi mở cửa phục vụ khách du lịch từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều hàng ngày. Để lên đến bức tượng Phật, du khách sẽ trải qua 600 bậc thang bằng đá. Hai bên là hai dãy núi đá đồ sộ, uốn lượn như rồng đang quy châu. Bạn đừng quá lo vì xung quanh có các trạm nghỉ hay ghế đá cho các bạn có thể nghỉ ngơi và leo lên từ từ. Vào tháng 11 năm 2017, trong khuôn viên chùa Ông Núi, tượng Phật Thích Ca ngồi lớn nhất Đông Nam Á, chiều cao 108m tính cả bệ tượng, đường kính chân tượng 52m, được khánh thành. Nơi đây đang dần trở thành một địa điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan chiêm bái. Ý nghĩa của 600 bậc thang này chính là trên con đường tu luyện, người ta phải trải qua những cám dỗ và thử thách liên tục về ý chí sống. Nếu vượt qua được nó, người ta sẽ được gặp Phật, cũng như chúng ta đi lên bậc thang để có thể gặp được Phật. Công trình này được khởi công vào năm 2009, chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu của dự án gồm 4 công trình lớn được tập trung thi công và đã hoàn thành năm 2016, gồm các công trình trọng điểm tượng Thích Ca Mâu Ni Phật với chiều cao 69m. Pho tượng này đặc biệt ở chỗ được đúc hoàn toàn bằng bê tông cốt thép tại chỗ, chứ không phải là lắp ghép các mảnh lại như các bức tượng khác. Từ trên cao, du khách sẽ nhìn thấy ngôi chùa cổ kính được sơn màu đỏ son, tọa lạc tĩnh lặng tại một góc của lưng núi. Chùa được gọi chính thức là Linh Phong Sơn Tự, nhìn từ xa quang cảnh tựa như những ngôi chùa thiên trong truyền thuyết. Chùa Ông Núi là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Chùa được hình thành vào năm 1702 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, đến nay đã qua 12 đời thừa kế. Bức tượng Phật sừng sững cao 69m đang ngự trên tòa sen lớn được đặt ở lưng chừng núi, cao khoảng 129m so với mặt nước biển, là một hình ảnh vô cùng uy nghiêm và hùng vĩ. Hình ảnh pho tượng tựa lưng vào núi Bà với ánh mắt trông ra biển Đông, mang ý nghĩa tượng trưng rằng Đức Phật sẽ luôn che chở và đem đến sự hòa bình cho người dân nơi đây. Khi lên đến gần tượng Phật Thích Ca, thì hai bên bạn sẽ thấy tượng Thập Bát La Hán. Đến chân tượng là trung tâm thuyết pháp Phật giáo, hành lang La Hán, thư viện Phật giáo và bảo tàng Xá Lợi Phật để du khách đến hành lễ chiêm bái. Tất cả mất 8 năm để hoàn thành. Đứng trên cao này, du khách có thể ngắm cảnh đẹp xung quanh và biển Cát Tiến thu nhỏ trong tầm mắt, hít thở không khí trong lành và cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại!